Trong vô vàn các món ăn ngon thuần túy rất Việt Nam, thì các món ăn được chế biến từ thịt trâu non hay còn gọi là thịt ngé được rất nhiều thực khách yêu thích. Đặc biệt hơn, ngé non chỉ gặm rơm và cỏ tự nhiên nên thịt ngé non có vị ngọt đậm và rất thơm. Đi vào hoạt động từ năm 2015, nhà hàng Ngé Việt tọa lạc tại 108 Giả Tường, thành phố Nha Trang, được đông đảo thực khách trong và ngoài tỉnh yêu thích bởi những món ăn đặc sản được chế biến từ ngé. Thịt ngé ở đây luôn có vị ngọt, thơm và đậm đà, kết hợp với các loại nước tương được chế biến theo hương vị quê, càng làm các món ăn nơi đây thêm phần hấp dẫn mà không nơi nào có được. Đó là món ngé cuộn mang tây, ngé thui xứ Nghệ, vèo ngé xào khế, ngé nướng ống nứa. Đặc biệt, thịt ngé ở đây được nhà hàng tuyển chọn một cách kỹ lưỡng là các ngé con từ 5 đến 6 tháng tuổi, trọng lượng từ 60 đến 80 kg và được nướng hoàn toàn thủ công bằng nứa, quạt bằng quạt mo nên có hương vị rất riêng, không nơi nào có được. Những ngày nghỉ cuối tuần hoặc là những dịp nghỉ lễ thì mình vẫn thường đưa gia đình, bạn bè đến tìm một không gian để hàn huyên. Sau những ngày là công việc vất vả thì mình thấy là cái quán Ghé Việt này mình đến cũng rất nhiều lần. Cũng mình thấy là cái quán này thì nó có cái không gian rất là thoáng đãng, bài trí rất hợp với lại phong cảnh của người Việt Nam. Nói chung là có cái hồn Việt và cảm thấy là các món ăn ở đây thì nó mang tên là Ghé Việt. Nên nó có một cái gì đấy là chất của người Việt. Nên là qua nhiều lần thì bạn bè cũng cùng gia đình thì mình thấy là quán ăn rất là hợp khẩu vị và cảm thấy là thái độ phục vụ của nhân viên của nhà hàng rất tuyệt. Với diện tích hơn 1.700 m², với nhiều khu vực để thực khách chọn lựa như khu sân vườn thoáng mát, 7 phòng VIP với sức chứa từ 12 đến 24 thực khách, hay khu sảnh lớn dành cho những bữa tiệc cưới, thôi nôi, hội họp, hay những nhà chòi lãng mạn cho những bữa tiệc riêng tư. Đặc biệt, nhà hàng Ngé Việt có khu vui chơi dành cho thiếu nhi rất ấn tượng, phù hợp cho các gia đình có em bé, để mỗi bữa tiệc ở Ngé Việt là mỗi bữa tiệc của gia đình. Với phương châm mang đến cho thực khách những món ăn ngon, chất lượng nhưng lạ miệng và hấp dẫn, nhà hàng Ngé Việt luôn đầu tư vào chất lượng từ nguồn nguyên liệu đầu vào được kiểm tra chặt chẽ, tuân thủ các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cùng đội ngũ đầu bếp nhiều năm kinh nghiệm, mang lại cho Ngé Việt một hương vị ẩm thực Nha Trang hoàn toàn mới lạ và độc đáo. Nhà hàng Ngé Việt Nha Trang, hãy đến và cảm nhận.